quá. Cái này phải nhẹ nhàng. Thì kiếm thì nhà không quay ấy là dính đoàn ngay. Nhanh ngay. Đoạn trên có vẻ đẹp hơn. Cái vệt trắng trắng ngang đoạn này có nhìn đây. 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 Không đi xuống dưới đây thì không nhìn thấy. Mà tại sao cái vải cuộn của nó như này mà nó cuộn nó gấp nhanh lắm. Rồi, tiếp đi chị ơi, cứ quay tiếp đi. Trời, sao cái cây này cô cuộn vải kiểu gì đấy? Để em chỉ này để cho nó nhìn rõ.